Ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng vào lúc 14 giờ chiều nay 15 tháng 8, tại khu vực quận 1, quận 3 có hiện tượng bầu trời tối đen, ít phút sau thì cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Do mưa lớn dù trời còn sớm nhưng nhiều ô tô, xe máy khi di chuyển trên các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố phải trở đèn để đảm bảo an toàn giao thông. Trên địa bàn quận 5, quận 10, quận 11, từ 15 giờ mưa như trút nước, giao thông đi lại gần như tê liệt. Tại giao lộ Trần Hưng Đạo, Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5, mưa lớn làm sụp hố ga, nước ngập tạo thành xoáy nước. Một người đi xe máy bị xoáy nước cuốn xuống hố. Tại khu vực các quận 12, Gò Vấp, từ 15 giờ chiều, mưa to kèm sấm chớp ập đến, gió giật mạnh. Tại khu vực chợ Thủ Đức, cơn mưa rất to và nước từ các tuyến đường xung quanh chảy về khiến phố phường nơi đây thành dòng sông. Nhiều phương tiện chết máy, người điều khiển phải giác bộ. Tại chân cầu Thủ Thiêm 2, thành phố Thủ Đức, đặc biệt khu vực trước chung cư Metropole, do lòng đường thấp, nước mưa đổ dồn về, miệng cống không thoát kịp nước, dẫn tới ngập nặng, nhiều phương tiện phải chôn chân hàng giờ. Cũng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, các tuyến đường Quốc Hương, Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp ngập nước. Gần 17 giờ chiều, trên đường Tô Ngọc Vân đoạn giao với đại lộ Phạm Văn Đồng, mưa tối trời. Cả đoạn đường dài chừng 200m qua đây, nước ngập gần tới yên xe máy, nước chảy xối xả như thác. Người đi xe máy không thể điều khiển khi qua đoạn đường này. Theo thống kê từ Trung tâm Điều hành Chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận lúc 17 giờ 30 phút chiều nay, lượng mưa đo được tại khu vực quận 11, quận Tân Bình là 102mm, khu vực quận Bình Thạnh gần 85mm. Toàn thành phố có 30 điểm ngập trong cơn mưa kéo dài 3 giờ đồng hồ, tới 18 giờ nhiều quận vẫn còn đang mưa.